giờ thì mình bán cũng giờ nhiều dòng sơn lắm, nhưng mà từ khi mà chính thức bán cái sơn phanh con này cho tới hôm nay thì mình cũng nhận được sự phản hồi của anh em thợ 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 sơn, đánh giá cao về cái chất lượng, về chi phí, rồi về giá thành thì nó cũng hợp lý, dễ xài và có nhiều dòng sản phẩm để khách hàng dễ lựa chọn theo cái nhu cầu. Độ bền thì tính tới bên này thì cũng không chưa phải là lâu lắm, nhưng mà cũng chưa có vấn đề gì xảy ra. Màu sắc thì tha là chuẩn theo cái màu của khách hàng chọn. Một số cái tiêu chí trước mắt nó là như vậy. Về phía chủ nhà thì họ có phản hồi được về cái chất lượng sơn hay là độ bóng hay là màn sơn mịn như thế nào không anh? Về chủ nhà thì mình phải nói một cái chi tiết rằng là giả sử họ chọn cái dòng sản phẩm bóng hoặc siêu bóng hoặc mờ thì khi thi công lên đúng với cái tiêu chí, đúng với cái mức độ mà họ chọn, ví dụ họ chọn bóng và siêu bóng chẳng hạn đi, thì lên cái màn sơn nó đúng với cái ý của họ hoặc là hơn thế một chút, ví dụ như họ tưởng tượng rằng nó bóng vừa vừa thôi nhưng mà này nó lên siêu bóng chẳng hạn là vừa ý, và cái quan trọng là cái giá nó hợp lý, hợp lý theo nhu cầu người ta, có nhiều cái sự lựa chọn. Chống thấm pha màu đó là cũng là một cái giải pháp cho khách hàng. Vì trước giờ thì thấm là chỉ pha xi măng, nó không được cái màu như ý của khách hàng, cho nên là người ta sẽ có xu hướng là lựa chọn bây giờ vừa chống thấm tốt bảo đảm rồi, nhưng mà có cái màu theo ý mình nữa, cho nên là mình nghĩ chống thấm pha màu cũng là một giải pháp rất là hay, đánh đúng cái nhu cầu của khách hàng, nó đúng là yêu cầu. Thì mình cũng hy vọng là nó để đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng trong tương lai. Cảm ơn anh Thân với những chia sẻ chân thật trong thời gian thật. Cảm ơn sự hợp tác với anh Thân. Sơn Phan Công.